Tới rồi cô ơi. Anh ơi, anh có đi lộn đường không? Chỗ này đâu phải hãng băng đâu. Sao không phải? Rõ ràng hồi nãy cô kêu tôi chở tới chỗ này nè. Anh à, anh đừng có nóng. Tôi không phải ngang ngược mà tôi cũng không muốn gì hết á. Tôi chỉ muốn là anh chở tôi tới hãng băng giùm. Ông chủ hẹn tôi 10 giờ mà bây giờ đã trễ rồi. Trễ hay sớm là chuyện của cô. Giờ tôi đói bụng rồi, tôi nghỉ chạy. Cô đi kiếm xe khác đi đi. Cô cho tôi xin tiền đi. Dạ. Rồi tránh ra. Làm sao bây giờ? Ông chủ hãng sẽ nói là mình là người không có uy tín. Lê Hằng. Ủa anh Liêm. Em đi đâu vậy? Mà sao anh ở đây? Nhà anh ở đây mà. Vậy còn em đi đâu? Em hẹn ông chủ hãng băng, nhưng không hiểu sao anh xích lâu lại chở lộn tới chỗ này. Ủa sao kỳ vậy? Rồi anh ta đâu rồi? Anh nói đói bụng phải đi ăn cơm nên không chịu chở em nữa. Vậy em hẹn ông chủ hãng băng là mấy giờ? Dạ 10 giờ. 10 giờ bây giờ là trễ lắm rồi. Mà ở đây khó đón xe lắm. Bởi vậy em mới thấy lo nè. Lần đầu hẹn gặp mà tới trễ, chắc chắn người ta sẽ nghĩ không tốt về em. À phải rồi, nếu mà em tới không kịp, sao em không điện thoại báo tin? Dạ em lo quá. Nhưng mà giữa đường em không biết kiếm điện thoại ở đâu hết á. Nhà anh có điện thoại, vô nhà đi rồi mình điện. Vậy hả? Em cảm ơn anh nhiều nha. Chỗ anh em không à, khách sáo làm gì. Anh mời em. Dạ. Vô đây em. À anh quên nữa, điện thoại của anh nằm trong phòng á. Em cứ vào đó sử dụng tự nhiên. Dạ cảm ơn anh nhiều. Đứng chờ anh chút. Dạ. À đây là số điện thoại của ông chủ hãng băng, em cứ điện đi. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Điện thoại ở đâu vậy anh? Đi thẳng vô nè em. Dạ. Ừ. Em để xuống đi, có gì lát nữa gọi sau. Trễ thì cũng đã trễ rồi. Ông chủ của hãng băng Tiến Tơ Độc quen biết với anh mà, anh chỉ cần nói một tiếng à. Một lát nữa anh đưa em đi. Nè uống với anh một ly đi. Vậy uống xong anh chở em đi nha. Anh hứa mà. Mời em. Dạo này anh thấy em có nhiều chuyện phiền lòng, cho nên anh chỉ làm cho em vui chút vậy mà. Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi, hay là mình đi đi anh ha, cũng trễ rồi. Em cứ yên tâm đi, dù gì anh cũng là ông bầu giúp đỡ cho em mà. Nhờ anh mà em mới được nổi tiếng, tuần nào cũng sắp lịch cho em dày hơn những người khác hết.
Không lẽ em không nể mặt anh sao? Em biết là anh Liêm tốt với em, nhưng mà anh biết dạo này em có rất nhiều người đeo đuổi, nhưng mà những người đó không mang hạnh phúc cho em. Chỉ có anh, anh mới là người mang đến sự thỏa mãn và hạnh phúc cho em. Anh Liêm à, hay là bây giờ anh chở em đi, để người ta chờ, em thấy kỳ quá à. Anh đã hứa là sẽ đưa em đi mà. Với lại dù gì anh cũng cất công đưa em tới đây rồi, anh không thể nào để em về một cách dễ dàng như vậy đâu. Anh ơi. Buông tôi ra. Anh đưa em à. Em chịu lần này đi nha em. Tôi xin anh. Mày dám đánh tao hả? Anh ơi, tôi xin anh, tôi lại anh. Anh đừng có ép tôi, anh tha cho tôi đi. Nếu không tôi chết cho anh coi. Mày muốn chết hả? Thì mày chết đi. Mày chết cho tao coi. Còn bằng không hả? Thì ngoan ngoãn hầu hạ tao. Ngày hôm nay tao không làm mày mất thanh danh, tao không phải là con người nữa. Anh Liêm, anh đừng có ép tôi, nếu không tôi sẽ đâm anh đó. Cái gì? Mày hù tao hả? Đòi đâm tao hả? Tao thách mày đó. Nè, đâm đi, đâm đi, đâm đi. Nè, đâm đi, đâm nha. Thank you.
con về rồi hả? Dì làm gì mà lâu quá vậy? Nắng đen da con hết luôn rồi nè. Dì đang dở tay kho cá. Gì? Cá nữa hả? Rồi xong, coi như bữa nay khỏi cơm luôn. Con yên tâm đi, cá là dì với má con ăn. Còn phần con á, dì có chiên cho con một cái đùi gà rồi. Vậy mới được chứ. Thôi thôi thôi, vô nhà đi, nắng thiêu con chết luôn rồi đó. Đi vô lẹ đi con. Trinh, 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 qua đây. Dì có nấu nước đậu cho con uống này nè. Trời nắng, uống nước đậu là giải nhiệt nha con. Thôi thôi thôi, dì để đó đi, con không uống đâu. Ủa, mà má con trưa nay không về hả dì? Má con bữa nay phải đi tiếp khách chủ hãng gì đó. À, con nhớ rồi, hôm qua má con có nói mà con quên. Con có sổ điểm hàng tháng rồi. Vậy hả con? Vậy hả? Đâu, đưa dì coi. Con không có nói cho dì biết đâu, đợi má con về con mới nói. Rồi, tôi biết mà. Trong nhà này con với má con là một phe, còn tôi bị ra rìa. Dĩ nhiên. Điểm tháng này rồi nè. Vậy hả? Sao? Tháng này được hạng mấy? Con mới về hả? Dạ. Có số điểm rồi hả con? Con được hạng mấy con? Hạng gì? Hạng 3 là giỏi rồi má. Ừ, vậy cũng tốt rồi. Bây giờ má có đề nghị vậy nha. Chiều nay ba chở hai má con mình ra nhà hàng ăn. Được không anh? Chiều nay anh có việc bận rồi. Con không chịu đâu. Ba có bận gì đi chăng nữa, ba cũng phải bỏ hết. Bởi vì má với con phải là ưu tiên số 1 trong lòng ba. Thôi, được rồi. Chịu con gái cưng á, ba sẽ về công việc của ba. Mà nè, ba nói trước nha, trong lòng ba chỉ có một mình con gái là số 1 thôi đó. Thì con là số 1 thì má phải là số 2, đúng không má? Má của con á thì... Thôi con đừng nói dài dòng nữa. Con vô thay đồ đi, rồi ba chở đi ăn. Xong rồi tối nay má chở con đi may áo mới nha. Cái gì chứ, may áo mới là con chịu liền ha. Bye ba, ba chờ con chút xíu nha. Không phải chúng ta đã thống nhất với nhau rồi sao? Chuyện trục trặc trong hôn nhân của chúng ta không nên để cho con mình nó biết. Trước mặt con, anh vẫn bình thường. Làm gì mà em phản ứng như vậy? Nếu như lúc nãy mà em không cản lời anh kịp, thì có lẽ đã nói với Hạnh Nga là trong lòng của anh chỉ có con chứ không có em. Anh nên nhớ, con năm nay nó cũng đã gần 18 tuổi rồi chứ không nhỏ nhắn gì nữa. Cho nên từng lời nói, từng cử chỉ của anh phải cẩn trọng. Anh biết rồi. Thân mật cỡ vậy được không? Con chưa thấy cặp vợ chồng nào mà thân mật như vậy luôn á. Má, cả ngày má ở bên ba chưa chán hay sao mà bây giờ còn âu âu yếm yếm nữa vậy? Con không biết đâu, nguyên cả ngày hôm nay ba là của má rồi. Bây giờ ba là của riêng con. À mà ba ơi, một chút nữa con với má đi sắm đồ rồi còn may thêm đồ mới nữa, ba nhất định phải đi theo nha. Con à, sao con lại kêu ba tới mấy chỗ đờn bà đó? Ba không có thích đâu. Ai nói chỗ đờn bà đờn ông gì chứ? Chỗ nào mà có con gái của ba với vợ của anh theo thì anh cũng tới luôn. Quang Ngô, ba đúng là người đàn ông ga lăng nhất mọi thời đại luôn á.
về trễ vậy? Bữa nào má cũng về giờ này mà con. Bộ con quên là má là thư ký của một hãng lớn, phải đi cùng với ông chủ. Xong hết việc má mới về mà. Thì con biết, mà chắc tại bữa nay con nôn gặp má quá nên con quên luôn. Nôn gặp má hả? Nè, bộ có chuyện gì hay sao? À, chắc là muốn xin tiền má đi sinh nhật bạn đúng không? Dạ không, con á có sổ điểm hàng tháng rồi nè má. Có hạn rồi hả? Dạ. Rồi có được hạn nhất không? Hả con? Nói cho má nghe đi, má hồi hộp quá à. Sao? Dĩ nhiên á là con phải được hạng nhất rồi. Con của má học giỏi lắm chứ bộ. Má biết là con của má học giỏi từ nhỏ, nhưng mà hạng nhất khó lắm. Hỏi sao má không lo được. Vậy là con được hạng nhất hả? Dạ. Sao? Bây giờ con được hạng nhất rồi, má thưởng cho con gì? Vậy con muốn má thưởng gì nè? Con muốn mang quần áo mới, giày mới, cặp mới, xe mới, cái gì cũng mới hết. Được. Nè, cuối tháng lãnh lương má sẽ mua cho con nha. Còn bây giờ má đi thay đồ, hai má con mình ngủ chung ha. Dạ. À mà má, con nói rồi, má là thư ký của ông chủ thì má phải ăn mặc đồ mới cho nó đẹp vô. Má cứ mặc đi mặc lại mấy cái bộ này hoài à, không giống thư ký của ông chủ hãng lớn chút nào hết á. Má thấy mấy bộ này cũng được, cũng sang mà con. Má thấy đẹp mà. Không có được, má là má phải nghe lời con. Má đừng có hà tiện quá. Con nghe người ta nói làm thư ký chủ hãng mức lương cao lắm. Hay là mai mốt đi mua đồ mới cho con á. Sẵn má mua cho má mấy bộ đồ mới luôn nha. Lâu rồi con đâu có thấy má sắm sửa gì đâu. Sắm thì sắm, nhưng bây giờ ngủ đi cô nương. Dạ.